Xin chào mọi người. Bây giờ là ngày hôm nay là ngày thứ hai ở Food and Hotel Hà Nội rồi. Thì mình đang ở booth của New Việt Dairy và mình sẽ làm món ăn sáng cho ngày thứ hai. Đây là Sếp Trúc và đây là Brigitte từ nhãn hàng Frico. Anh Trúc ơi, hôm nay là mình sẽ làm món gì vậy anh? Mình làm món ciabatta với kem cheese và salad cho ăn sáng hay là ala carte? Là anh nói là đây là cái món ciabatta. Ciabatta là tên của một loại bánh mì mà rất là nổi tiếng của Ý. Và đây là cái món ăn sáng truyền thống ở bên châu Âu nữa. Thì ở đây mình sẽ ăn chung với lại cheese. Cheese ở đây là từ Frico. Loại cheese này là mình dùng loại cheese Edam. Và đây là ham. Dạ, và mình có rau. Món này thì rất là đơn giản. Là pate nữa. Thì món ăn này á, mình có thể sử dụng mà mình làm ở nhà, và ở nhà hàng thì mình có thể làm là a la carte và buffet. Và bây giờ để xem coi anh Trúc làm như thế nào nha. Thì trong khi mà anh Trúc làm á, thì mình sẽ nói chuyện với lại cô Brigitte một chút ha. Hi Brigitte. Hi. Yes, I know that you are from Frico. Can you just introduce a little bit by yourself? Yes. Hi, I'm Brigitte. I'm representing the Frico brand. This is a brand of Frissons Campina. It's a well-known company in the Netherlands, but also in Vietnam and the rest of Southeast Asia. I'm really proud to be here and to represent our typical Dutch cheeses. Gouda is a city in Holland. Edam is as well. And we have a Dutch heritage in making this cheese. This cheese exists already for hundreds of years. And Frico is a brand before 1900. And we are, as Friesland Campina, a dairy cooperative. So our cows, we have the farmers own our company, and the cows, they graze on fresh meadows. That makes the taste really nice, because in Holland it rains a lot and the grass is really green, and if the cows eat the grass, it does something with the taste of the milk. And then there's this whole process of making the cheese. This cheese is ripened for weeks, and it has a mild and tasty flavor. Yeah. Do you want something to tell about Frico? I can play for you. Okay, thank you. Hồi nãy giờ là mình cũng thấy là anh làm rồi ha. Trong mình mới nói có một phút thôi mà cái món này nó đã xong rồi. Thì thực ra nó rất là đơn giản, là mình chỉ cần cắt cái miếng bánh mì ra, mình cho phô mai, cho ham đầu tiên đúng không anh? Mình cho ham pate đầu tiên, là mình chép hết miếng bánh mì, và xong sau đó là mình đến ham, và mình đến cheese, và on top là rau, và xong sau đó là xong. Em nghĩ là anh nên làm thêm một cái nữa để mình nhìn thêm là mình kẹp tâm lên đúng không ạ? Dạ, là lát nữa em được thử luôn đúng không anh? Thì hồi nãy á, cô có nói á, là cái phô mai cheese, phô mai của Frico lớp này. Phô mai của Frico á, là được làm từ Hà Lan, và là một niềm tự hào của đất nước Hà Lan, bởi vì đất nước Hà Lan là đất nước đã tạo ra Gouda đầu tiên trên thế giới. Và với cái sữa được làm, được sản xuất và được chiết xuất từ những con bò nuôi trên những đồng cỏ rất là tươi tốt của Hà Lan, để tạo lên nên được cái loại sữa rất là thơm ngon, để tạo nên cái loại phô mai của Frico. Và phô mai của Frico thì được làm từ 100% sữa tươi. Và cô có nói là một slice cheese á, tức là một lát phô mai là sẽ bằng được với một ly sữa. Là chất dinh dưỡng có thể lưu giữ lại trong phô mai được bằng một ly sữa, với chỉ bằng một lát phô mai thôi. Và bây giờ mình đang coi lại coi là anh Sếp Trúc làm như thế nào. Rất là đơn giản, chỉ cần pate đầu tiên, đến ham và đến phô mai, sau đó cho rau lên trên cùng. So you are saying that Holland is keeping the secret to make Gouda for more than 100 years. Yes, yes. Since Gouda, most of the people know Gouda, the Gouda cheese. Gouda cheese. But
not many people are think, okay, Holland, what's this weird place in Europe? But it's a really tiny country, and Gouda is a city in the Netherlands. So we are born and raised with this cheese. So and Gouda, this is a typical cities. Dutch cheese. Yeah, Gouda is a city, Edam is a city. And I was born and raised with this product as well, since my parents have a cheese shop and they sell this cheese as well. So it's really typical Dutch to eat this, but the rest of the world knows it as well, in America, in Latin America, in Australia. So really proud to be here and to represent this brand. Yes, and bữa sáng của mình đã xong rồi ha. Thì để cho mọi người coi là nó rất là hấp dẫn. Anh có thể cầm. Yeah. Em rất là cảm ơn anh đã làm buổi sáng ngày hôm nay. Really, thank you thank for you. Being here. Thank you very much. Thank you. Thank you.